Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình đang làm một cái video đi sửa đường khai thác để lên núi để khai thác ở trên đồi keo đấy các bác ạ. Thì ở phía dưới này là phía dưới làng nhé các bác nhá. Thì bây giờ em đang đi lên lưng lưng núi rồi. Thì buổi sáng nay thì cũng có chuyển máy đến cái công trình này và mình vừa đi vừa sửa đường cái đoạn nào mà nó bị mưa sói sói mòn đi các bác thì mình sẽ sửa lại, còn đoạn nào mà nó không bị làm sao thì mình sẽ bỏ qua và đi lên để mở ở phía trên nữa các bác nhá. Thì anh em hãy theo chân mình để đi theo cái công việc hôm nay của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ đội cái camera lên đầu này và để đi vào trong này nha anh em nhá. Thì mọi lần thì mình hay treo ở đây này, nhưng mà lâu lâu thì mình sẽ làm cái ở cái khung cảnh nào đấy nó rộng ấy, nó không yêu cầu kỹ thuật, nhưng mà nếu mà mình làm mặt bằng thì mình để ở đây thì anh em nhìn nó sẽ gần hơn, nó gần mà nó cụ thể hơn, ở cái đằng gầu kia thì anh em nhìn nó dễ hơn là cái chỗ mà mình đeo ở trên đầu này. Nhưng còn bây giờ thì mình đang đi sửa đường này thì là mình đội ở trên này cho anh em nhìn thấy cả những cái bên sườn. Thì trong cái quá trình mình làm thì cái camera mình đội ở trên đầu cho nên là cái mắt của mình có nhìn ngó, quay đi ngó lại một tí cho nên anh em thông cảm nhé. Bởi vì là cũng vì chỉ vì cái an toàn thôi, mình nhiều khi phải ngó bên này để ngó cái xích, ngó bên này để ngó cái gương thì nó có quay đi quay lại một chút thì video nó có rung lắc thì anh em hết sức thông cảm nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu công việc tiếp. Thì lúc nãy vừa có một cái bác mà bác ấy là cái chủ để mua cái gỗ, mua cái đồi ở trên này đó các bác nhá, chứ không phải là chủ nhà nhá. Chủ nhà là người ta bán cái cây này thôi, người ta bán cái cây này lại cho cái bác đấy. Bác đó thì bác ấy làm như kiểu dạng như kiểu là buôn đấy các bác đó. Bác ấy là bên gọi là bên thứ hai rồi, chứ không phải là bên chủ đất chủ nhà đấy, nói rõ cho anh em biết như vậy. Còn máy của mình thì là hôm nay là mình đi làm giờ nha anh em nhá, mình đi làm tính tiếng đấy các bác. Bởi vì là cái đoạn đường này hôm nay mình thấy chủ máy báo về là nó đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng là làm khoảng độ buổi sáng là xong thôi, chứ nó không phải là làm nhiều. Với lại là thường thường mình đi làm là cứ làm một buổi là đã hòm hòm đã xong rồi. Còn đoạn đường nào mà phải lên núi cao quá hoặc là mở mới ấy thì mới lâu thôi, còn đoạn nào mà nó đã có rồi mà mình đi sửa lại ấy, thì nó rất là nhanh thôi. Thì là bây giờ là ở bên kia thì hôm trước có một máy đã mở rồi. À đây, khả năng ở đây rồi. Thấy bác ấy đứng ở kia rồi. Có một máy mở rồi nhưng do là cái đường của nó đi hôm đó thì mở vào trời khô, tức là cái trời mà nó nắng như này này. Đấy, xong rồi khi mà mở xong rồi thì trời lại mưa, thế là cái lượng nước nó chảy từ dồn từ trên đồi xuống ấy, nó nhiều quá các bác. Nên là cái đường nó sói nó hỏng đi thì bây giờ lên nó sẽ rất là khó, nó trơn. Với lại là nó sửa lại thì mất công. Cho nên là bác ấy muốn là chắc là lên đây để đánh một cái đường mới là đi từ chỗ này sang cái góc kia các bác ạ. Thấy có một bác xanh xanh ngồi ở đằng kia rồi. Đó. Mặc áo xanh xanh bác ấy ngồi ở đó thì là chắc mình nghĩ là sẽ đấu và sang cái đồi bên kia. Bởi vì đồi bên kia hiện tại là bây giờ đang có rất là nhiều các cái cô chú đang đi khai thác, đang cắt cây ở kia rồi. Thấy lăn cây xuống chỗ mép đường kia rồi. Ok, thế chờ để đi lên kia xem có phải là đánh từ chỗ này sang không các bác nhé. Chỗ kia thì rất là nhiều đá, nhưng mà đá này đá nhỏ thì mình có thể là mình xếp để làm đường được. Đấy, cái máy của mình nó có cái cặp kia kìa, những cái viên đá mà nó bằng cái mâm, gọi là to hơn cái mâm, xung quanh cái mâm thì mình có thể là mình cặp nó gấp ra bên cạnh được. Khi nào to thì mình vần, lấy cái gầu mình vần. Cái động tác của cái co cần co gầu này nó là khỏe nhất trong các cái động tác các bác nhá. Nhân cái cần lên nó cũng không khỏe bằng cái co cái gầu vào đâu. Để bác ấy xuống đây. Rồi bác ấy xem. Đánh sang bên này hả bác? Cho bên dưới hòn đá nhá. Bên dưới hòn đá là cái mầm nó non đấy. Rồi. Kéo lên cái hòn đá bên ngoài hòn đá để tháo ấy nhá. Vâng. Cái nương này là nương đỗ à? Vào những cái nương bên này là nương đỗ hỏi rồi. Vâng. Ok. Đi vào đây các bác nhá, ở phía bên trên này là mình thấy là có một cái nương
các bác có biết cái cây đỗ không? Cây đỗ xanh ấy. Đấy, thì mình nghĩ cái nương này là nương đỗ xanh này. Bởi vì là cái lá của nó dạng như kiểu là có đúng hai lá đâu, một mầm bé bé lên thôi. Mình nghĩ là cây đỗ xanh. Bây giờ mình sẽ đánh mới vào đây anh em nhá, sang bên kia để gọi là cái đường bên kia là bị hỏng rồi. Mưa quá mới lại đánh dốc quá thì bây giờ nó hỏng rồi thì không đi được. Mà gỗ ở trên này còn rất là nhiều cho nên là mình phải muốn đánh một cái đường mới. Thứ nhất là chở vừa dễ này, vừa dễ lên đi lại này. Thứ hai là nó an toàn. Ra đằng kia nó dốc quá tí nó lát nữa, nếu mà mình mà đi xuống đó để mình sửa lại thì mình sẽ quay lại video cho anh em xem. Nhưng mà nếu mà mình không đi qua đó thì mình sẽ quay ra đi ra tí nữa mình lên chỗ kia là các bác sẽ nhìn thấy. Đấy, anh em cứ yên tâm. Đấy, cái chỗ này là đi vào nó phải hơi hơi dốc đấy các bác ạ. Đấy, nó phải mở và hơi hơi vào đây. Chỗ phía dưới này nó còn có một đoạn nó bị lở này anh em này. Đấy, nó bị lở một cái thành một cái rãnh trong đây rồi. Chỗ này là hơi thiếu đất là mình phải đánh vào cái ta luy này rồi. Múc cái đất ở cái bên sườn này ra xong lấp hết vào đây đi. Được bao nhiêu thì được, không thì mình sẽ phải bấm vào cái phần bên ta luy này thôi. Các bác ấy mua đồi này, các bác ấy là thường thường là mua là dạng như kiểu là mua vo luôn đấy các bác, chứ không phải là tính xe đâu. Mua vo là nhìn áng áng cái đồi này nó khoảng bao nhiêu xe đấy là các bác ấy là mua là được cái ăn mà lỗ thì chịu đấy. Nói chung là bác nào mà đi kinh doanh đi gọi là đi mua lâu lâu ngày rồi các bác ấy có cái gọi là mắt nhìn cây, các bác ấy áng xe rất là chuẩn luôn. Nên là cái kính của mình nó có mặt trời nó dọi vào cabin này, anh em có nhìn có rõ không? Cái đất dồn được lên cái chỗ góc, chỗ cái gốc keo này là tốt nhất này anh em ạ. Bởi vì ở phía dưới kia nó bị lở rãnh, một cái rãnh ở đó. Mình mở xuống đó thì sợ sau này nếu mà nước nó xô xuống mà nó lại lở vào đó thì nó sẽ hỏng đường đi. Thì các bác ấy sau này đi lại nó sẽ bất tiện. Ăn vào đây một tí thì nó hơi gọi là bám vào cái đất củ này một chút đi, hạn chế đất mượn, nhỡ nó mưa thì nó cần có cái để mà nó giữ lại được. Hôm nay mình tiện mình ấy vào đây luôn để cho xe nó tiến lên rồi nó lùi vào nhá, mở cho nó đều đều luôn đấy các bác. Đấy, phía đường trên này này cào luôn vào đây để cho nó lươn lên luôn. Máy của mình thì hôm qua vừa mới đi sục két nước về rồi. Hôm nay đi làm để xem cái gọi là cái hiện tượng nóng máy của nó còn không. Bởi vì là cái máy này mua từ nhà bãi về. Đấy, mình cũng sử dụng luôn mà mình cũng chưa bảo dưỡng qua két nước rồi. Thì là thông két nước cũng như là tháo những cái van ấy của nó ra. Thì vừa rồi thì vừa mới đi bảo dưỡng lại thì mình mới bỏ đi rồi. Đây, nhiệt độ bây giờ nó đang báo ở mức là khoảng độ 50%, nó khoảng độ 50 độ gì đó. Không biết là phải 50 độ hay không nhưng mà nó khoảng 50% của máy báo. Như những cái máy to, dòng máy to ngày trước mình đi làm ấy là nó báo là nó có 5 hay là 7 vạch gì đó thì nó báo là được, lúc bình thường là nó 3 vạch. Chỗ này mình hơi đánh xuống một tí anh em nhá. Đấy, có những cái gốc keo này moi vào bởi vì là cái chỗ kia là vào kia là nó mắc cái hòn đá rồi. Mới lại khi mà các bác ấy chở cái gỗ nặng ấy đi từ đằng trên kia xuống là mình phải làm đường làm sao nó thẳng nhất có thể, hạn chế là nó cua. Bởi vì là những cái khúc cua rồi thì là ấy là nó sẽ mình phải mở to hơn thì nó sẽ rất là tốn diện tích. Gốc này bé bé trông bé bé thôi mà rất là chắc chắn luôn. Này có hai gốc. Đó, lên một tí đi. Đấy, cái gốc ở phía trong này lại còn dễ hơn đây này. Hôm nay mình sẽ mở ăn xuống một tí anh em nhé. Vào đây bắt đầu mình mở xuống một tí. Vì đây là cây keo gọi là nó cũng chết tái tái rồi, cái rễ nó cũng tái tái đi rồi.
mình nó bị ngứa quá. Hôm nay thì là mình làm gần nhà cho nên là vẫn mặc quần đùi đi làm. Anh em thông cảm. Vì là cái buổi sáng này đi thì cũng hơi muộn một chút. Đấy, đi vào thì là đi ra đến để chuyển máy nữa cơ. Lúc khác thì mình sẽ làm tiếp cái video để chuyển máy cho anh em tham khảo thôi. Lúc đầu mình làm một cái video, nếu mà vào cái chỗ nào mà nó gọi là có cái đường nó khó đi mà dây điện nó nhiều á, em sẽ làm video để anh em gọi là cùng nhau để biết cái nỗi khổ của các anh em mà đi làm ở trong vùng nông thôn. Thứ nhất là dây điện này, thứ hai là đường rất là hẹp, đường đất nữa chứ. Đấy, chỗ này mở hơi, nó hơi vào cái chỗ đất cũ này một chút nhá. Thế này nó lại hơi nắng nhỉ. Nắng thì không biết cái camera của mình nó có bị chói không. Hy vọng nó không chói để anh em xem nó đỡ bị chói mắt. Như cái mắt của mình là đang bị chói rồi đấy. Đất này khá là mềm anh em ạ. Không, đây là đất thịt luôn, không phải là đất phá cát, đất xít nữa đâu. Nó là đất thịt luôn đấy. Hãy để lại một cái gờ để cho nước nó không chảy vào đây nữa. Nước ở trên kia nó sẽ chảy thẳng đi thôi. Một cái phần bên này nó thấp hơn một tí anh em nhá. Cho vào đây đi xong dùng ben nó ủi nó vào. Bởi vì nó là đất mượn thôi nên là mình ủi nó bình thường, không sao cả. Đây, quay ra đây cho anh em xem cái phần ở phía dưới kìa. Thì lúc trước các bác ấy mở ở chỗ kia nó hơi thẳng quá, để ở chỗ góc góc kìa. Mình sẽ mở nó hơi thấp xuống nhá. Bởi vì cái chỗ kia là cái chỗ bác đội mũ cối mặc áo xanh xanh kìa. Chắc em anh em không nhìn rõ được bởi vì là nó hơi xa. Đấy, bác ấy ngồi ở đó thì là có một cái cây dạng như kiểu là mình gọi là cây vảy ốc ấy. Cái vảy ốc thì phải ở giữa cái khe, tránh được một hòn đá rất là to ở phía bên trên, bắt buộc mình phải làm vào đó thôi. Không làm vào đó thì cái đường nó sẽ nó mắc vào hòn đá là không đi được. Đấy, mắc vào hòn đá mà mình mở cua to quá thì cũng không được. Bây giờ là 8 giờ rồi, lúc mình sửa từ dưới đường kia lên là mình đến đây là mất 1 tiếng đấy anh em ạ. Hơn 7 giờ mà, 7 giờ 15 là bắt đầu mình bắt đầu lên đường để mình sửa. Đến đây là làm lên đến cái chỗ ấy này là cũng là đã được 1 tiếng rồi. Đi làm tay đeo đồng hồ rất tiện anh em ạ. Nhiều khi cứ bảo là điện thoại là có hết rồi nhưng mà điện thoại là chỉ gọi là lúc mình cầm thôi, còn những cái lúc mà mình đang làm như thế này rồi ấy, thì mình chỉ có nghiêng tay thế này, nó nghiêng thế này là anh em đã chủ động để thấy giờ rồi. Đồng hồ đeo tay nó cũng là một cái gọi là cái trang sức rất là đẹp. Mở bên trong này nó sâu hơn một chút nha anh em nhé. Sâu hơn một chút thì lan nữa thì là khi mà mình ủi đi thì bên trong này nó thấp hơn một chút thì cái đường đi nó sẽ nghiêng vào bên trong. Cái xe công nông khi mà chở hàng ấy, nó sẽ an toàn hơn. Đấy. San lên đây một chút nha. Chỗ nào mà nó cảm thấy nó hơi cao ấy mà mình sẽ gọi là hạ bớt nó xuống, không cho nó cao quá thì đến lúc xe chở củi đi lại nó sẽ bị ấy, nó sẽ bị
vênh cái máy đi. Như này là bắt đầu là mình đánh dần xuống nhá. Chấp nhận xe nó phải hơi lên dốc một tí thôi. Ra chỗ kia mình thấy rất là nhiều đá này, không biết có gắp được không đây này. Thời tiết hôm qua vừa mới mưa xong là cái cần máy của mình nó ở trên trời ấy quá, nó bị nước mưa vào nên là bây giờ nó hơi kêu một tí thôi. Lát nữa thì sáng nay đi hơi vội, máy lại ở trên xe nữa, chưa bơm mỡ được. Thì lát nữa thì mình sẽ rảnh rỗi thì mình sẽ bơm, tranh thủ lúc buổi trưa ấy các bác bơm. À, cái đít của mình nó là đít thò, đối trọng nó thò ra ngoài, cho nên là đi làm những cái công trình mà gọi là nó sát với máy như này ấy, nó sẽ rất là hay bị quẹt. Anh em nhiều khi là làm, anh em làm cái máy đối trọng cho dài như mình, anh em phải để ý nhá. Nếu mà nó mắc quá là mình phải đứng ra mép mép ngoài một tí. Nói chung làm sao để cho nó an toàn, để cho nó vừa đứng máy an toàn mà vừa không bị quẹt đít là ok. Đấy, như mình thì mình đứng ra cái mép ngoài này nó nhiều hơn này. Mình làm ở trong nó hơi thấp hơn một tí thì là nó vẫn cân máy thôi, nó chưa bị ấy đâu. Chưa bị vênh máy hay là chưa bị quẹt đít đâu. Đấy, đứng như này làm là đang vừa đây này. Là mình sẽ bấm chỗ kia vào đến đấy nhá, xong mình lắp ra phía ngoài này cho nó cao hơn một chút này. Cái đất này thì là mình đi lên là nó sẽ nén đi, một chân nó ở trong cái đất củ này nó sâu hơn mà, thì là nó cũng sẽ chưa lở ngay được. Cái đường này người ta chỉ khai thác một lần thôi, lại chờ đến 6-7 năm sau người ta mới khai thác, cho nên là mở to quá, làm nó to quá ấy, thì cũng không hợp lý. Bởi vì bây giờ nó cũng tùy vào chủ nhà đấy anh em ạ, mình làm mở làm sao để cho đi được mà nó gọi là tỷ lệ đất củ nó nhiều hơn thì là vẫn là ok. Chứ nếu mà đất đắp nhiều quá thì cũng không được. Tại cái chỗ này nó chỉ có một tí đất đắp ở phía ngoài này thôi anh em nhé. Còn ở lại toàn bộ cái chỗ ấy nên nó là đều là đất củ hết đấy. Đây, cái này mình bấm cho nó thẳng xuống để lát nó mình ủi phát nó sẽ đồng bộ với nhau. Tự nhiên vào trong này. Điện thoại của mình có tin nhắn đây, mình để cái điện thoại ở ngay trước mặt đây này. Nhiều khi là có cuộc gọi hay là có tin nhắn là mình sẽ rất là tiện. Đấy, bây giờ mình ủi sơ một cái thôi, ở trong vẫn thấp hơn, ở ngoài thì vẫn gọi là đảm bảo để mà đi lại nó không bị hỏng, không bị nghiêng ra ngoài, vẫn ok. Nhưng nhân đây cái chỗ này tali nó cao hơn thì nó sẽ ấy hơn này, nó sẽ dễ bị quệt hơn này. Nhưng mà trong cái tầm mà để mình dơ cái gậu ra cái hơi cái góc ngoài này thì nó chưa thể nó quệt ít được. Và mình để tầm từ chỗ này thôi. Đấy. Cho nó lăn thoải mái đi. Anh em muốn đánh đường lên hay đường xuống ấy, nó lên cao hay nó hạ xuống thấp ấy, thì anh em sẽ đều làm theo cái mẹo là mình sẽ một lần ở đây, cái đường này muốn nó xuống thấp để nó vào kia nó ấy thì mình sẽ hạ bớt cái đầu miệng này xuống này. Đấy gọi là cái đầu mép xích ngoài này. Mình sẽ làm cái cốt như thế. Đấy, xong mình múc vào trong này mình cứ múc theo cái cốt đấy thôi. Như vậy là mình ấy ra là ok mà. Còn bây giờ bảo đánh nó bằng thì là mình lại đánh bằng theo cái lốt xích của mình. Xong bắt đầu mình cứ như thế mình bấm vào thôi. Bằng cái mép kia nha anh em nhé. Đưa lại một tí. Đấy, để bấm vào đây. Để cho nó đã an toàn nữa. Thôi,
cái đoạn này thì mình sẽ ngắt ở đây, mình sẽ quay đến cái đoạn của cái xem nó dài chưa, video dài chưa. Một video là 20 phút rồi. Thôi mình xin kết thúc cái video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Thôi mình xin thân mến chào tạm biệt. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xem video thì có tiếc gì một like và cho mình xin một lượt đăng ký nhá. Anh em nào chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt đăng ký nhá các bác nhá. Anh em nào mà đăng ký rồi thì là chia sẻ cái video này cho thật là nhiều anh em khác được biết. Như là anh em nhớ ấn vào biểu tượng cái chuông để khi mà mình có cái đăng cái video mới nhất ấy, thì anh em có thể là người được cái nhận thông báo sớm nhất. Thôi mình xin thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Video này khá là dài rồi. Ok.